What's up lên cho anh em Tùng Đùa đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Vũ Audio Channel. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái sản phẩm tai nghe có một cái cảm giác đeo thoải mái như là cái chiếc Apple Earpods, cũng như là một cái sản phẩm có cái giá tương đương nhưng cái chất âm nó lại phải hay hơn, cũng như là nó tương thích với nhiều thiết bị hơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó, và đó chính là cái chiếc Sony STH32. Và có thể nói đây là một cái phiên bản nâng cấp nhẹ của một cái sản phẩm là STH30 đến từ nhà Sony của những năm về trước. Ở cái phiên bản STH32 này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế tai nghe là như vậy, nhưng chất âm của nó sẽ được nâng cấp một chút, cũng như là cái cách đóng hộp của chúng ta nó sẽ khác một chút, và chúng ta sẽ có thêm một cái màu sắc mới, đó là cái màu sắc mình đang có đây, và Sony gọi nó là màu xanh băng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp cái sản phẩm này, cũng như là đến với những cái chia sẻ của mình về cái sản phẩm này luôn nhá. Đầu tiên thì về cái vỏ hộp thì mình thấy là so với lại sản phẩm STH30 thì cái hộp của chúng ta đã được đóng gói một cách đầy đặn hơn, và có thể nói đây là một cái hộp hết sức là cao cấp. Nếu như bạn nào mà hay mở hộp những cái sản phẩm tai nghe Sony ấy, trong tầm giá dưới 1 triệu thì hộp của Sony thường được làm bằng cái chất liệu giấy nó khá là mỏng, và khi mà mở hộp thì cảm giác là nó không cao cấp lắm. Tuy nhiên sản phẩm này với giá chỉ khoảng tầm là 700.000 thì chúng ta có một cái chất hộp rất là đầy đặn cũng như là dày, và sờ vào thì cảm giác rất là cao cấp luôn. Và ở xung quanh hộp của chúng ta là những cái tem ghi bằng tiếng Nhật, mình cũng không rõ là đây là cái sản phẩm có phải là made in Japan hay không, bởi vì mình không tìm rõ cái thông tin đấy, nhưng được ghi bằng những cái thông tin tiếng Nhật, nhưng hàng này là hàng chính hãng Việt Nam và bảo hành tại Việt Nam luôn các bạn nhé. Ở mặt sau thì nó sẽ là các cái ngôn ngữ thứ tiếng ghi về các cái thông tin của cái sản phẩm này. Ngoài ra ở trên này thì nó có cái mã của sản phẩm là STH32. Quay trở lại mặt trước thì đây các bạn có thể thấy là Sony đánh mạnh vào hai cái đặc điểm. Thứ nhất là đây là một cái chiếc tai nghe có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn là IP57. Chút nữa thì mình sẽ nói sau. Và chúng ta sẽ có đó chính là jack cắm tai nghe 3.5mm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp nhé. Và đây chính là cái chiếc tai nghe STH32 của chúng ta, màu xanh băng. Thực ra là cái màu băng của nó thì mình thấy đây không giống màu xanh băng lắm. Mình nghĩ là một cái màu xanh băng nó sẽ phải có một cái sắc độ màu nó sáng hơn một chút, nhưng mà cái này thì nó sẽ hơi tối màu một chút. Ở bên trong của chúng ta sẽ là những cái sách hướng dẫn sử dụng. Và đây chính là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đây chính là cái chiếc tai nghe Sony STH32. Đầu tiên thì mình muốn nói về cái thiết kế của em nó. Thì thiết kế của em nó thì nó sẽ hao hao giống với lại sản phẩm là Apple Earpods. Tuy nhiên nó sẽ có một vài cái điểm khác. Ví dụ như là ở cái phần housing thì nó giống này, nhưng mà ở cái phần thân tai như thế này thì nó lại được làm cách điệu đi một chút. Và nó sẽ có hai cái miếng tròn tròn kim loại ghi cái logo Sony được đính ở trên đây. Và cảm giác như là cái tai nghe này nó thanh mảnh, và khi mà mình đeo trên tai thì mình cảm giác là nó nhẹ hơn so với lại cái chiếc Apple Earpods. Và nó sẽ không tạo cảm giác bị mỏi, cũng như là nó sẽ fit hơn. Cái phần dây của chúng ta thì được làm bằng cái chất liệu nhựa thông thường mà thôi. Nó chất liệu sờ vào thì nó sẽ có một cái độ nhám nhẹ. Và jack tai nghe của chúng ta sẽ là jack 3.5mm, và đây là jack chữ L được mạ vàng các bạn nhé. Và sau đây thì mình muốn nói sâu hơn một chút về cái cụm 3 phím điều khiển của chúng ta. Đây mình sẽ bóc được cho bạn xem. Đó, thì đây là một cái sản phẩm chống nước. Chính vậy các bạn có thể thấy cái khu vực này được làm cực kỳ kín luôn. Hai phím tăng giảm âm lượng của chúng ta được bọc cao su, chứ nó sẽ không có một cái khoảng hở. Cũng như là cái phím trả lời này, khi mà các bạn nhấn vào này, các bạn cũng có cảm giác là nó cực kỳ chắc chắn. Và ở mặt sau thì chúng ta sẽ có hai lỗ. Không biết là cái tai nghe này nó là 2 mic hay 1 mic, nhưng mà khi mà mình soi kỹ vào thì hình như nó chỉ là một mic mà thôi. Và nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái cuộc trò chuyện, hội thoại nó rõ ràng cũng như là trong trẻo hơn. Và Sony có tặng cho chúng ta một cái kẹp kẹp như thế này để giúp cái tai nghe của chúng ta có thể kẹp vào áo. Thiết kế tổng thể thì mình thấy đây là một cái chiếc tai nghe đẹp, có cái trải nghiệm đeo rất là thoải mái, cũng như là nó có một cái trọng lượng nhẹ khá là đẹp, và màu sắc của nó cũng khá là độc và lạ. Và sau đây thì mình sẽ chuyển sang cái phần chất âm. Thì mình đã có khoảng tầm là nửa tiếng nghe thử với cái chiếc tai nghe này. Thì nếu mà để so sánh với lại Apple Earpods thì mình đánh giá cao cái sản phẩm này hơn. Bởi vì là nếu như bạn nào mà đã từng nghe cái chiếc Apple Earpods rồi, loại xịn đấy nhá, thì các bạn sẽ cảm thấy cái Apple Earpods nó sẽ có một cái chất âm khá là sáng sủa, nhưng mà cái giải bass của nó thì nó không thực sự sâu, cũng như là nó kiểu cảm giác thỉnh thoảng những cái bài hát, những cái nốt nhạc nó sẽ hay bị chói. Tuy nhiên đến với lại cái sản phẩm của Sony STH32 này thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh là nó trong trẻo,
nhưng mà nó có một chút ấm áp hơn. Tuy nhiên nếu mà để so sánh với lại những cái tai nghe chuyên nghe nhạc EDM thì đây không phải là một cái chiếc tai nghe phù hợp, bởi vì các bạn cũng biết là cái dạng tai kiểu như thế này thì nó có một cái độ cách âm nó chưa thực sự là perfect. Nếu như các bạn muốn cách âm tốt hơn thì mình khuyên các bạn là nên lắp thêm những cái mút kiểu mút xốp ấy vào đây, và khi mà các bạn đeo thì nó sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh là tốt hơn. Ngoài ra thì mình cũng trải nghiệm cái chiếc tai nghe này với lại những cái bài hát nhẹ nhàng khác, thì thực sự là những cái bài hát thiên hướng ballad ấy thì cái tai nghe này nghe cũng rất là hợp. Đây là một cái tai nghe thực sự là nó rất là cân bằng, các cái giải âm, giải treble, giải mid, giải bass nó được tách biệt một cách khá là rõ ràng. Tuy nhiên là cái giải bass thì thực sự là mình thấy là nó chưa được ấn tượng lắm, mặc dù là so với lại Apple Earpods thì nó xuất sắc hơn. Và nếu mà nói trong tầm giá khoảng tầm là 700.000 thì thực sự cái chiếc tai nghe này rất đáng giá, chưa kể đến việc là chúng ta có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP57. Thì mình cũng muốn nói thêm về cái tiêu chuẩn IP57. Cái con số 5 ấy nó là cái tiêu chuẩn chống bụi của chúng ta. Bình thường là những cái smartphone các bạn nghe thấy là IP67, IP68 đúng không? 6 đấy là cái con số chống bụi. Còn ở một cái chiếc tai nghe này thì cái khả năng chống bụi của nó tất nhiên là không tốt bằng những cái smartphone, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy là ở những cái phần phát ra âm thanh như thế này thì nó không thể nào mà chống bụi được. Tuy nhiên là cái khả năng chống nước của nó là IP57, các bạn để ý số 7 giúp mình nhé. Như vậy là cái sản phẩm này nó sẽ có khả năng chống nước tương đương với lại những cái sản phẩm như là iPhone 7, 7 Plus hay là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Như vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tai nghe này để đi bơi, và cái chiếc tai nghe này có thể chống nước ở độ sâu khoảng tầm 1m trong vòng 30 phút là chuyện hết sức bình thường. Ngoài ra thì đây là một cái sản phẩm do Sony thiết kế, chính vì vậy là nó sẽ tương thích với lại những cái smartphone Xperia đến từ nhà Sony, đồng thời là những cái chiếc smartphone đến từ nhà Android chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được tăng giảm âm lượng cũng như là cái phím điều chỉnh âm nhạc ở đây. Như vậy là với một cái sản phẩm có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn Apple Earpods, cũng như là một cái sản phẩm hỗ trợ cực kỳ tốt cho những cái sản phẩm smartphone, và chúng ta sẽ có một cái thiết kế có thể coi là đẹp, màu sắc cũng rất là độc và lạ, thì mình nghĩ là 700.000 cực kỳ xứng đáng với lại cái chiếc tai nghe này. Và trên đây là video mở hộp cũng như là chia sẻ về cái chiếc Sony STH32. Và nếu như các bạn quan tâm về cái sản phẩm này thì mình đã để lại link mua hàng cái sản phẩm này ở bên dưới rồi. Và nếu thấy video hay và bổ ích đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình cũng như ủng hộ Xuân Vũ Audio Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.